Nếu các quý anh chị chúng ta đang tìm một mẫu xe nhỏ gọn, giá thành hợp lý chỉ từ 500 cho tới 600 triệu, option đầy đủ và kiểu dáng thì cực kỳ thể thao và trẻ trung, thì Toyota Race sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Và ngày hôm nay, Ngọc Quyết cũng sẽ đi cùng đồng hành với quý vị và các bạn, chúng ta đi cùng khám phá từ ngoại thất, nội thất, tiện nghi, an toàn cùng dòng sản phẩm Toyota Race năm 2022, năm 2023. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu xe. Về mặt thị giác ở phần đầu tiên chúng ta nhìn thấy là ngay chiếc xe Toyota Race là một chiếc xe cực kỳ cứng cáp và thể thao, bởi cái sự góc cạnh ở lưới tản nhiệt đi kèm với đó dưới nắp capo được sơn đen để tạo ra sự đồng điệu và cũng như là sự nổi bật ở trên chiếc xe này. Cùng với đó là cụm đèn ở chiếc xe Toyota Race được xếp các hình đèn LED và đèn định vị ở phía trên xếp thành từng tầng để tạo ra chiếc xe cực kỳ là thể thao và cá tính. Ở trong cụm đèn này thì chúng ta sẽ sử dụng đèn chiếu xa và đèn chiếu gần đều là sử dụng bóng đèn LED và sử dụng khúc xạ đa hướng và có các cái công nghệ như đèn tự động bật tắt. Khi giúp các quý anh chị chúng ta đi vào trời tối thì đèn sẽ tự động bật và vào trời sáng đèn sẽ tự động tắt. Ngoài ở phần đầu xe ra thì chúng ta còn có như là chúng ta có hai cảm biến ở góc trước và hai cảm biến góc sau, một lát nữa Quyết sẽ cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhìn. Với đèn gầm sử dụng bóng đèn halogen. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang phần bên hông của chiếc xe Toyota Race. Như ở phần bên gân thì chúng ta có thể thấy được rằng là chiếc xe có những cái đường gân dập nổi ở phần thân xe giúp tạo ra đường khí động học cũng như là tạo ra chiếc xe trở nên khỏe khoắn hơn ở trong SUV cỡ nhỏ ở trong đô thị. Gương được sơn màu đen bóng như thế này giúp chiếc xe tạo ra sự nổi bật. Đặc biệt hơn nữa, chiếc xe ngày hôm nay là chiếc xe màu trắng nóc đen rất là nổi bật và cá tính. Với bộ lốp là 17 inch giúp chiếc xe trở nên là nổi bật hơn và cũng như thể thao hơn. Với bộ mâm là phay xước và màu đen và màu mạ chrome được tạo nên khi mà về mặt thị giác khi chúng ta đi trên đường thì rất là nổi bật. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái ốp nhựa màu đen chạy dọc theo thân xe, rất giống một chiếc xe SUV đích thực đúng không ạ? Với chiều cao ở đây là khoảng 200mm, cái ổ gà hay là những cái đường vỉa hè rõ ràng Toyota Race sẽ lên một cách rất là dễ dàng và không có khó khăn gì đúng không ạ? Tất nhiên rồi, việc mà gầm cao như vậy cũng sẽ giúp cho chiếc xe Toyota Race có một cái nhìn từ phía bên trong người lái sẽ dễ dàng hơn. Đặc biệt hơn nữa là góc chữ A của chiếc xe Toyota Race cũng khá là nhỏ, khi mà chúng ta đi vào góc cua một cách dễ dàng và quan sát ở những ngã ba, ngã tư khi mà chúng ta đi trên đường. Cùng với đó thì chiếc xe Toyota Race cũng sẽ được trang bị tay nắm cửa mạ chrome đi theo xe ở bốn cánh cửa và tích hợp chìa khóa thông minh Smart Key. Ở trên đây thì mọi người có thấy được rằng là những cái điểm xuyết như cái nóc đen này trở nên nổi bật và thể thao hơn, đi kèm với đó chính là các âm tem vây cá. Chúng ta hãy cùng đi ra ở phía đằng sau với chiếc xe Toyota Race. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là một dải đèn LED chạy dọc từ phía bên tay phải sang phía bên tay trái, đi kèm với đó những cái đường mạ sơn đen bóng giúp chiếc xe trở nên mạch lạc hơn và thể thao hơn khi ở phía đằng sau xe. Chúng ta sẽ có thêm hai cảm biến ở phía đằng sau để cho chúng ta lùi xe một cách dễ dàng. Đi kèm với đó là chiếc xe có trang bị camera lùi. Với cái việc mà một chiếc xe SUV cỡ nhỏ ở trong đô thị thì việc trang bị hai cảm biến góc trước và cũng như trang bị cảm biến sau và camera lùi giúp chị chúng ta đi đường một cách dễ dàng hơn, đặc biệt là ở trong những khu đô thị đông đúc. Ở phần đuôi xe thì cũng rất là đẹp rồi, nhưng chúng ta có thể cùng để xem đằng sau chiếc xe này ở trong cốp có thể chứa được bao nhiêu hành lý. Với một dung tích là 369 lít thì hoàn toàn Toyota Race có thể đáp ứng được các quý anh chị chúng ta đi du lịch một cách dễ dàng. Khi mà Toyota Race thì được trang bị một cái phần ngăn như thế này, ngăn cho cả hành lý và cũng như khoang hành khách ở phía đằng trước để không bị bay mùi. Tuy nhiên chúng ta muốn trang bị nhiều cái trang thiết bị hơn để đi du lịch thì hoàn toàn chúng ta có thể hạ cái phần tay cầm này xuống dưới để chúng ta có thể tăng được dung tích chứa đồ. Đây là một trong những cái đặc điểm mà Quyết cảm thấy rất thú vị của chiếc xe Toyota Race. Đi kèm với đó thì kể cả cái ngăn ở phía đằng sau cốp này cũng có thể tháo dỡ một cách vô cùng là dễ dàng khi mà chúng ta để được vài cái vali chồng lên nhau như thế này. Còn nếu quý anh chị chúng ta bỏ độ gôn thì sao? Rất đơn giản thôi, Toyota Race có thể gập hàng ghế thứ hai lại. Tương tự như vậy, ghế bên này 60-40. Vì vậy là mọi người yên tâm rằng
Việc mà chiếc xe Toyota Raye được trang bị một cái bộ cốp cực kỳ hiện đại, có thể linh hoạt tháo rời hay là có thể tùy chỉnh được, có thể đi picnic hay là đi dã ngoại một cách rất là dễ dàng. Rõ ràng nhìn từ phía bên ngoài của chiếc xe Toyota Raye thì các quý anh chị chúng ta nhìn thấy được những cái trang thiết bị rất là hiện đại. Không chỉ là về phần ngoại hình, chiếc xe Toyota Raye có một cái thiết kế vô cùng là trẻ trung, năng động và tất nhiên rồi vẫn thể thao. Vì vậy Quyết nghĩ rằng với những quý anh chị mà chúng ta ở tầm tuổi khoảng từ 25 cho tới khoảng tầm 40 tuổi thì Toyota Raye sẽ là một chiếc xe rất thể thao, năng động và cả cá tính nữa. Mọi người nghĩ sao về cái ngoại hình của chiếc xe Toyota Raye? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Quyết biết mọi người nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào bên trong nội thất để chúng ta hãy cùng khám phá Toyota Raye được trang bị những gì. Bước vào trong khoang xe thì Quyết cảm thấy đầu tiên đó chính là về mặt thị giác của chiếc xe tổng thể ở bản táp lô thì cực kỳ là đẹp và trẻ trung. Điển hình đó chính là phần màn hình đây được dựng đứng để giúp cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, dễ dàng hơn khi mà chúng ta đi trên đường. Hay là những đường gân được mạ chrome như thế này, được theo hình đê cắt hay hình kim cương đã rất là hợp thời trang, đặc biệt là dành cho những quý khách hàng là những người trẻ trung và năng động. Từ những cái cửa gió điều hòa ở cột chữ A cho tới cái phần đìa cửa gió điều hòa ở trung tâm đi kéo dài xuống cái phần yên ngựa này đều được điểm xuyết, được mạ bạc hay là được mạ chrome, tạo nên sự liền khối hơn. Và đặc biệt hơn nữa là những cái phím bấm ở trên đây Quyết cảm thấy là thiết kế nó cũng rất là gọn gàng và dễ dàng là thao tác. Ví dụ như ở trên vô lăng, ở chiếc xe ở trên đây chúng ta có một cái bộ vô lăng được bọc da này, mạ bạc này, có các phím bấm như là lấy chuyển số trên vô lăng. Đó, đi kèm với đó là các phím bấm về màn hình đa thông tin, đập vào mắt Quyết ngay rất dễ nhìn thấy được rằng là cái màn hình đa thông tin này cực kỳ là đẹp mắt, 7 inch, thiết kế digital. Và ở trong cái phần màn hình này thì tất cả mọi người có thể tùy chỉnh được, ví dụ như là chúng ta có thể hẹn ngày đặc biệt này, lịch bảo dưỡng này, rất là dễ dàng và hợp mắt. Toyota Raye năm 2022 thì được trang bị bộ ghế, đó chính là ghế lái chỉnh cơ 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Với trang bị bộ ghế da là da pha nỉ. Đặc biệt hơn nữa thì Quyết thấy được rằng ấy, cái việc mà di chuyển ở trên đường phố ấy, thứ nhất là chiếc xe này cao, chúng ta hợp tầm mắt thoáng. Và thứ hai ấy, đó chính là cái cột chữ A được thiết kế rất là nhỏ gọn. Và khi mà đi ở trong ngã 3, ngã 4 Quyết xin được nhắc lại là cực kỳ là thoáng mắt. Đặc biệt hơn nữa bộ gương này còn được trang bị đó chính là hai cái tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang ở phía đằng sau. Chúng ta lùi xe ở trong bãi đỗ một cách an toàn hoặc là chúng ta chuyển làn thì cảnh báo điểm mù cũng sẽ được phát ra tiếng kêu và cảnh báo ở trên phần gương, giúp mọi người có thể đánh lái một cách an toàn hơn khi mà chúng ta chuyển làn. Còn về mặt tiện nghi thì sao? Toyota Raye được trang bị đó chính là màn hình 9 inch. Quyết xin được nhắc lại, màn hình rất to bản 9 inch và toàn bộ là cảm ứng và có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Phần tiện nghi, điều hòa tự động được trang bị với chỉ bằng một nút ấn. Chúng ta có chìa khóa thông minh Smart Key và có hộp số tự động DCVT. Chiếc xe này rất phù hợp cho mọi người khi mà chúng ta đi trên đô thị hay là kể cả chúng ta đi đường cao tốc thì chiếc xe này vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu. Hộp số DCVT này thì như hộp số CVT thông thường, mượt mà, kéo tải tốt, tăng tốc tốt để cho chiếc xe trở nên là tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên với hộp số DCVT chúng ta sẽ có thêm một cái bánh răng hành tinh nữa. Khi mọi người chở tải nặng đi đường dốc thì cái bánh răng hành tinh này sẽ giúp cái việc mà chúng ta kéo tải hoặc là đi ở các giải tốc độ thấp, giúp chiếc xe kéo tải một cách an toàn hơn. Đặc biệt hơn khi mà chúng ta sử dụng hộp số M ấy ạ, thì đi trên đường cao tốc chúng ta có lẫy chuyển số trên vô lăng để mọi người có thể giảm cái thao tác đi, và chiếc xe này cũng rất là thể thao. Chiếc xe Toyota Raye còn phải nói đến sự tiện nghi về rộng rãi và các cái bố trí về khay để cốc. Quyết lấy ví dụ như mà các cái khay để cốc ở phía bên các cửa gió này, việc mà trang bị ngay ở phần cửa gió sẽ làm mát các cái khay để cốc. Và các bạn nữ chẳng hạn, chúng ta rất nhiều các cái giày dép đúng không ạ? Thì đây, ở ngay hàng ghế ở phía dưới được trang bị ngay một cái để đồ như là cái giày, cái dép này để đây, và chúng ta chỉ cần kéo cái ngăn này xuống một cách rất là dễ dàng để chúng ta có thể để những cái đồ thiết yếu. Cùng với đó thì bệ tì tay ở trung tâm đây, khi mà chúng ta đi hành trình dài thì chúng ta cũng có một cái bệ tì tay ở đây để chúng ta để cho nó bỏ. Và ở trong này chúng ta có thể để những cái đồ vật dụng nho nhỏ.
Cùng với đó thì để khám phá cái sự rộng rãi và tiện ích thì hàng ghế thứ hai là một cái điều không thể bỏ qua được. Và bây giờ chúng ta sẽ ra phía hàng ghế sau mọi người nhé. Ra hàng ghế phía sau của chiếc xe Toyota Race thì phải nói rằng đây là một trong những dòng sản phẩm ở trong phân khúc A có một cái trục chiều dài cơ sở mà tương đối tốt và Toyota làm cực kỳ là hợp lý ở cho hàng ghế phía sau. Đặc biệt là khi mà hàng ghế là 3 người thì khoảng để chân của Quyết giữa cái hàng ghế phía trước vẫn còn khoảng 15cm. Ở đầu xe thì cũng rất là rộng khi mà Quyết cao 1m74. Phải nói rằng là một trong những cái đặc điểm mà Quyết khá yêu thích và ngồi thoải mái ở Toyota Race ở hàng ghế thứ hai, thứ nhất đó chính là cái phần tựa để chân như thế này được kéo dài. Khi mà Quyết đi hành trình dài thì cũng rất là thoải mái, và Quyết muốn ngả lưng ra thì Toyota Race còn có thể ngả thêm được khoảng tầm 9 độ nữa để giúp Quyết có thể ngồi nó thoải mái hơn đó, và tựa để cổ nữa đó. Hơi tiếc một chút xíu thôi là chúng ta không có tựa để tay, nhưng thay vào đó thì mọi người thấy rằng ở hàng ghế giữa này chúng ta ngồi cũng rất là thoải mái khi nó được phẳng. Với chiếc ghế Toyota Race thì kể cả Quyết ngồi hàng ghế giữa này thì cũng rất là thoải mái. Đấy là một trong những cái đặc điểm mà Quyết khá yêu thích. Về phần an toàn thì chiếc xe Toyota Race chúng ta được trang bị đó chính là 6 túi khí. Đi kèm với đó chúng ta sẽ được trang bị những một số các tính năng như hệ thống ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, VSC cân bằng điện tử hay là kiểm soát lực kéo TRC. Với hai tính năng mà Quyết vừa nêu trên ở trong phần xe đó chính là cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, thì rõ ràng những cái trang bị an toàn đó hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả các bạn khi mà chúng ta sở hữu chiếc xe Toyota Race. Và vừa rồi Quyết vừa chia sẻ dành cho tất cả các bạn với dòng sản phẩm Toyota Race năm 2022. Không chỉ đẹp về phần ngoại hình, bắt mắt và thể thao, chiếc xe còn được trang bị những tính năng option vô cùng là hiện đại và cao cấp. Mọi người nghĩ sao? Hãy để lại comment ở phía bên dưới cho Quyết biết. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ đó sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho tất cả quý vị và tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happyca sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happyca, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.